Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với bài học thứ hai ở trong series mà chúng ta sẽ cùng học làm quen với cả React. Thì trước khi bước vào cái gọi là component của React, thì mình muốn cho các bạn xem sơ qua về cái app mà chúng ta sẽ hoàn thành. Khi mà nếu mà các bạn theo dõi tới cuối của cái series này thì các bạn sẽ làm một cái app mà nó gọi như là việc cần làm này đi. Thì đây là những cái việc mà chúng ta cần làm, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, tại vì là đây là một cái backend giả vờ, nên là những công việc này hoàn toàn là chỉ là text vớ vẩn thôi. Mình phải lấy vậy để cho các bạn thấy rằng là nó sẽ liên kết với cả từ React vào với cả một cái server backend như thế nào thôi. Các bạn có thể thêm công việc ở đây, ví dụ là dắt chó đi dạo chẳng hạn. Các bạn nút thêm thì các bạn sẽ có thêm công việc đấy. Xong công việc nào các bạn đánh dấu tích thì nó sẽ có một cái gạch ngang chạy qua. Các bạn có thể xóa công việc, vân vân. Đấy, xóa. Các bạn xóa công việc dắt chó đi dạo, các bạn làm xong rồi thì các bạn có thể xóa đi chẳng hạn. Đấy. Thì nếu mà các bạn refresh nó lại quay về như cũ thôi, tại vì đây là từ database mà ra, từ một cái fake database mà ra. Đấy, thì chúng ta sẽ có thêm công việc, xóa công việc và một chút tích ở đây. Đó, thì đây là cái app của chúng ta, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà các bạn sẽ học được rất nhiều về những cái thao tác cơ bản trong React, làm thế nào để viết React Component thông qua cái khóa học này. Ok, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với việc giải thích xem là Component ở trong React là nó là như thế nào. Thì ở trong bài học trước mình đã nói tới việc đấy là React nó quản lý mọi thứ dựa trên một cái gọi là Component. Thì Component nó là cái gì? Component nó là một bộ phận cấu thành của một cái giao diện người dùng. Ví dụ như là giao diện, đây là toàn bộ giao diện app của bạn. Như bạn nhìn thấy ở đây là cái app của bạn, nó là một cái khung to như thế này. Trước khi mà các bạn mở trang web ra thì đây là toàn bộ cái giao diện app. Thì ở trong app này chúng ta có cái mục này, chúng ta nhìn trông nó như kiểu là một cái Jumbotron. Nếu mà các bạn nào có học về Bootstrap, như là một cái bảng ở phía trên này chẳng hạn. Đấy, cái phần xám xám này. Xong sau đấy các bạn có một cái mục gọi là các cái comment, đúng chưa? Thì trong các cái comment này thì có thì nó gọi là comment list. Thì ở trong các comment này thì có từng cái comment riêng biệt, đúng chưa? Đây là một comment, dưới này cũng là một comment này, xong có thể có thêm một jamba comment dưới này nữa, thoải mái. Và cũng trong cái app này thì chúng ta có một cái component khác gọi là comment form, là nơi mà người dùng có thể gõ cái comment vào, thấy chưa? Thế thì bây giờ cái gọi thế nào gọi là component, thì mỗi một cái như này, app này là một cái component tổng, trong nó có các cái component con, hai component con thì trong này đấy là comment form này là một component con, comment list này là một component con, comment form này để cho người dùng gõ comment, và comment list này hiển thị tất cả comment. Thì ở trong cái comment list này nó lại là một cái, tiếp tục lại là một cái component cha, và bên trong nó có những cái thành phần component con, đấy là từng cái comment riêng biệt, thấy chưa? Thế nên là coi như là các bạn chỉ cần, khi mà các bạn thiết kế giao diện người dùng thì các bạn chỉ cần viết một cái component con, đấy là comment như này thôi. Xong các bạn viết một cái component cha, đấy là danh sách các comment, thì các bạn chỉ cần nhét 1, 2, 3, 4 vào thôi. Chứ các bạn không cần phải viết hoàn toàn lại từ đầu từng cái comment một, từng cái component comment một, như là việc các bạn phải dùng ở trong HTML nữa. Thế chứ các bạn có thể sử dụng gọi là for loop ấy. Trong cái việc lập trình thì các bạn sử dụng cái hàm lặp lại for loop để mà các bạn viết tất cả những cái comment đấy vào đây, và chỉ cần dùng một cái component duy nhất. Các bạn có coi như có một cái sườn duy nhất cho một cái component con là comment. Các bạn cứ thế các bạn nhét vào comment list, và nó rất là nhanh, rất là đơn giản, mà nó khiến cho cái việc sửa lỗi nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, thì đấy gọi là cái như là một cái tôn chỉ của những cái thư viện UI, những cái thư viện giao diện người dùng như là React này. Ok, thế thì để hiểu rõ hơn về những cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc để tạo một cái React app, xem làm như thế nào, đúng chưa? Thì bây giờ các bạn hãy tiến tới với cả Visual Studio Code. Sau đó các bạn hãy mở một cái, coi như mở một cái thư mục mới. Các bạn ghi là React, xong rồi gạch ngang app. Sau đó các bạn cd vào cái này, mở một cái terminal mới ra, terminal, new terminal này. Xong các bạn cd vào cái React app này. Chưa xong bây giờ, thì làm thế nào tạo ra một cái app mà chạy React, thì chúng ta sử dụng cái lệnh đấy là npx
À, trước khi sử dụng cái này thì các bạn phải có ấy rồi nhé, phải có gì nhỉ, nốt, đương nhiên là các bạn phải có nốt rồi. Nốt là một cái công cụ, một cái môi trường JavaScript cho để các bạn có thể viết được code JavaScript mà không cần phải chạy qua browser. Thì cái nốt này nó rất là đơn giản. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể tìm những hướng dẫn trên mạng, hoặc các bạn có thể xem những cái video trước của mình. Cái nốt này nó siêu siêu đơn giản luôn. Ok. À, và đương nhiên là các bạn cần phải có, quên mất, ngoài nốt ra thì các bạn cần phải có cả npm nữa. npm nó là package management, tức là một cái thư viện dùng để quản lý những cái mà các bạn sẽ cài vào. Nó giống như là như kiểu control panel ở trong Windows các bạn ấy. Thì các bạn cài cái npm này vào, nó quản lý tất cả những cái thứ mà các bạn sẽ cài, tại vì chúng ta sẽ phải cài React mà, đúng không? Nên là chúng ta cần phải có cái này, được chưa? Thế gì? Tóm lại là có hai thứ, một là node và thứ hai là npm, và các bạn phải cài vào. Thế đấy là cái điều kiện tiên quyết. Sau khi mà các bạn cài hai cái đấy xong rồi nhé, thì các bạn quay trở lại với cả cái React app này, cd vào trong cái thư mục đấy này. Xong sau đấy các bạn chạy dòng lệnh là npx. Thì npx này chỉ chạy được khi mà có npm, thế nên là các bạn đương nhiên là phải cài npm như mình đã nói. Thì npx chúng ta sẽ gõ create React app, xong rồi đánh một dấu chấm ở đây nữa. Thì cái dấu chấm này nó chỉ là cài cái React app vào trong cái thư mục mà chúng ta hiện nay đang ở bên trong, đấy là React app thôi. Thì dấu chấm nó chỉ ý nghĩa như vậy thôi. Đấy, và chúng ta ngồi đợi một lúc.
Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái React vào trong cái thư mục hiện hành của chúng ta. Thì bây giờ giả sử nếu chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều thứ ở trong cái folder React app mà chúng ta vừa tạo. Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ cần gõ npm start. Đây. Npm start. Thì React nó sẽ mở ra một cái website của chúng ta ở localhost như 3.000 hay 5.000 gì đấy. Việc cài đặt vừa rồi cũng mất, nói chung cũng tùy tùy mạng, có cái nhanh thì chắc là mất 1-2 phút, lâu như là mình thì chắc là mất lâu hơn. Đấy, thì đây là cái app React của chúng ta, rất là mặc định luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thay đổi để mà chúng ta không hiện cái mặc định của React như này nữa, được chưa? Bây giờ mình sẽ cần phải reload cái này lại, tại vì cái extension của mình không mong muốn. Ok. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc đấy là ở trong cái React app này. Mình sẽ cd vào trong React app đấy nha. Nó sẽ đóng tất cả những cái file này lại, để bây giờ chúng ta không còn làm việc với cả file HTML thuần nữa. Thì chúng ta ở trong file, ở trong cái folder React app này, chúng ta sẽ vào mục source, ở trong vào cái folder source. Thì cái app.js này đây, đây chính là toàn bộ cái website của chúng ta. Các bạn, nếu mà các bạn nhớ lúc nãy, chúng ta nếu mà chạy npm start thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nó vòng vòng như này. Đấy, thì đây là được mà thiết kế bởi cái file mà app.js này. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái này một tí để cho nó để hiểu chúng ta đang làm cái gì. Thì là đầu tiên là chúng ta không cần cái logo của React này, sau đó chúng ta không cần cái app, thực ra cần được để đây cũng không vấn đề gì. Sau đấy cái mục này chúng ta sẽ thay đổi đi, function app này, thì chúng ta sẽ viết theo cái kiểu mới. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái cách viết này, đây là cách viết theo React hooks, nhưng mà bây giờ các bạn mới làm quen với React nên là không cần quan trọng đâu. Chúng ta sẽ viết như sau, đây là const app thì sẽ bằng với cả như sau. Thì đây là cách viết của ES6. Nếu mà các bạn nào chưa biết cách viết một cái hàm trong ES6 thì khuyến khích các bạn nên xem cái chuỗi video về cú pháp của ES6 ở trong cái channel của mình. Thì trong đây chúng ta rất là đơn giản thôi, chúng ta tạo một cái hàm đặc biệt là tên là app và chúng ta sẽ trả lại trông nó như sau. Đấy là một cái đoạn văn đi. Ok, p này phải ghi React ở đây rồi, tốt. Giờ chúng ta sẽ ghi là p này. Vẫn props đánh chay vậy. Thì chúng ta sẽ trả lại một cái đoạn văn ghi ở đây là app React đầu tiên của tôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì cái hàm app này nó sẽ trả lại một cái đoạn văn, thì đây chính là cú pháp của HTML này. Thì bây giờ đây sẽ là cái bước đầu tiên mà các bạn có thể thấy rằng là chúng ta viết HTML chung với cả JavaScript, được chưa? Thì toàn bộ những thứ này import from, xong import này, xong export default đây là hoàn toàn là JavaScript của ES6, cú pháp JavaScript của ES6. Nhưng mà riêng cái HTML thì chúng ta đã viết chen nó vào như thế này. Thì cái này nó sẽ có những cái lợi thế rất là tuyệt vời và dần dần thì các bạn sẽ nhìn thấy. Thì làm thế nào mà cái này, nếu bây giờ chúng ta quay lại đây, đây là app React đầu tiên của tôi, được chưa? Đấy, thì các bạn đã nhìn thấy nó mất hoàn toàn những cái thứ mà nó loang hoàng ở đây rồi, mất hoàn toàn cái phông đen với là cái biểu tượng của React lúc đầu rồi. Chúng ta đã xóa hết chỗ đấy rồi, thì tại sao cái này nó lại thế cái này ở đâu tự dưng nó chui ra cái gì? Nó là nhờ có cái file index.js này, thì nó sẽ import app, rồi nó sẽ nhập cái file app từ cái file app.js đây. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái đấy ra. Thì chúng ta coi như đây là cái file mà gốc. Từ khi mà vào cái website thì đây sẽ là cái nơi mà nó sẽ hiển thị cái đấy, thì toàn bộ những chỗ này chúng ta thường là chúng ta không bao giờ chúng ta sờ tới. Đấy, thì chúc mừng các bạn đã
viết xong cái app React đầu tiên rồi, rất là đơn giản đúng chưa? Bạn chỉ cần khai báo một cái hàm, xong sau đấy các bạn trả lại một cái nó y hệt như là HTML cũ rồi, được chưa? Ok, ở trong bài sau thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo những cái component, xem là từ đây chúng ta sẽ làm những cái gì tiếp theo. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.